Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý liệt vị khán thính giả của đài và quý vị học viên của trường. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính chào quý vị. Quý vị hôm nay được khỏe không ạ? Chắc chắn là thời tiết thay đổi đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhiều lắm. Đặc biệt nhất là mấy hôm nay trời quá nóng. Nhưng mà có lẽ kính thưa quý vị, dù muốn dù không đi nữa, chúng ta đang ở trên đất Mỹ và quý vị cũng biết rồi là đất Mỹ này hiện tại bây giờ thì mọi chuyện đều được ổn định, tốt đẹp. Cuộc sống của mọi người hầu như trở lại bình thường, mặc dù là cũng có một vài khuyến cáo về vấn đề gọi là dịch bệnh hình như cũng đang bùng ra hay sao, như thế nào đó. Nhưng mà dù muốn dù không đi nữa thì trong môi trường như thế này, phần lớn mọi người đều là chích thuốc cả và nó tạo một sự an bình cho cái sinh hoạt của tất cả chúng ta. Tuy nhiên nếu như chúng ta mà xem ở trên Internet thì kính thưa quý vị, có lẽ chúng ta cũng rất là bất an, rất là thấy đau buồn về cái tình hình của đất nước của Việt Nam chúng ta trong hiện tại. Khi mà biết bao nhiêu những cái đoàn người mà từ thành phố và từ các nơi họ đổ về những cái miền quê, những cái nơi quê hương của họ. Ví dụ như ở Sài Gòn họ đi xe, chạy xe Honda mà cả mấy ngàn cái số, quý vị biết là từ Sài Gòn mà đi ra thổ ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh vân vân này nọ. Thì quý vị thấy rằng là cả một cái đoạn đường khá dài. Đâu phải là những người lớn tuổi mà con nít có, người già cũng có. Thấy những cái tình cảnh như vậy thấy giống như là một cái cuộc chiến nó đang xảy ra. Phải nói rằng là cái dịch bệnh này nó kinh khủng quá. Và hình như chúng ta có cảm nhận rằng là cái dịch bệnh này nó không có hồi kết thúc. Phải không thưa quý vị? Chúng tôi muốn nói đến điều này để kính thưa quý vị có lẽ rằng là cái năng lượng mà cầu nguyện của tất cả chúng ta là đó là một cái điều rất cần thiết. Và rất mong rằng tất cả mọi người ở các tôn giáo khác cũng vậy, và đối với Phật giáo chúng ta hãy nên ngồi xuống để mà cầu nguyện nhiều hơn nữa. Để mà dùng hết cái năng lượng đó để làm sao để cho cái dịch bệnh nó được là coi như là hóa giải, được tiêu trừ, để cho mọi người không phải ở một vùng nào đó, không phải ở một quốc gia nào đó, mà cả trên toàn thế giới được sống an bình hạnh phúc khi mà cái dịch bệnh Covid nó không còn hoành hành nữa. Chúng tôi đọc ở trong cái phần mà giới thiệu về một cái bản kinh cũng rất là hay, đó là cái bộ gọi là Tam Thiên Phật Danh Kinh. Tất nhiên là cái bản kinh giới thiệu về cái danh hiệu của 3.000 vị Phật, thì trong đó có một kể đến khoảng thế kỷ thứ sáu có một ngài cao tăng, ngài đã ngày đêm, có nghĩa là sáu thời ngài lạy cái Tam Thiên Phật này, và cũng nhờ lạy Tam Thiên Phật này mà cứu cho người dân khỏi bị ách nạn, khỏi bị bệnh hoạn, vân vân. Điều đó nó nói lên một cái điều, đó là kính thưa quý vị, cái năng lượng mà cầu nguyện của chúng ta không phải là không có ý nghĩa, mà thật sự nó có một cái ý nghĩa, nó có một cái năng lực tiềm tàng và phải nói rằng là nó ảnh hưởng ghê lắm. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi cũng xin tất cả quý liệt vị, quý Phật tử và tất cả những ai có cái quan tâm đến cái dịch bệnh này, và đặc biệt nhất là với những người thân của chúng ta đang ở Việt Nam, xin hãy dồn một cái năng lực cầu nguyện để dành khoảng thời giờ của chúng ta trong một ngày ngồi xuống thành tâm cầu nguyện, thì chắc chắn rằng năng lượng đó sẽ được truyền tải, để được gửi đi, để cho mọi người được hưởng cái năng lượng đó. Đó. Bên cạnh là chúng ta giúp đỡ về mặt vật chất vân vân này nọ. Đó. Vâng, thì đó là cái phần mở đầu mà chúng tôi xin được thưa vài điều như vậy, và rất mong rằng là những cái khoảnh khắc mà chúng ta được ngồi lại để mà học tập như thế này, để được là tắm gội trong dòng Phật pháp như thế này, kính thưa quý vị, phải nói rằng là đây là cả một phước báo lớn, không phải nhỏ chút nào cả. Trong lúc đó quý vị biết là ở bên Việt Nam bây giờ chúng tôi xem thì chúng tôi thấy rằng là có một số các chùa cũng đã bị dịch tràn lan ở trong chùa. Trong chùa cả mấy chục chư tăng đều là bị cả, quý ni cũng vậy.
cái tình trạng mà các vị tăng ni bị nhiễm cái COVID. Kính thưa quý vị, chuyện đó cũng có chứ không phải không. Và rõ ràng bây giờ mọi người cũng đang cuộn cuồng lên và cái tâm trạng hoàn toàn bất an, tự hỏi lấy cái gì để có thể ngồi xuống để mà coi như là thanh tịnh thân tâm, để mà có thể rằng là tụng lời kinh để mà cầu nguyện. Thì chắc chắn rằng chúng tôi tin rằng là những ai mà có một cái niềm tin lớn vào cái Phật pháp thì chắc chắn họ sẽ bình tâm và họ ngồi xuống để mà góp cái năng lượng cầu nguyện truyền tải đi đến tất cả mọi người. Vâng, đó là cái điều mà chúng tôi xin được gửi đến tất cả quý vị. Bây giờ đây xin được tiếp theo cái phần về Phật giáo Thái Lan. Kính thưa quý vị, lần trước thì chúng tôi đã trình bày với quý vị là trong khoảng thời gian cận đại và hiện đại thì Thái Lan bên cạnh cái Phật giáo mà họ vốn có trong đất nước của họ, Phật giáo vốn là một cái quốc giáo và phát triển mạnh trong đất nước của họ, thì kính thưa quý vị, họ đã nghĩ đến một việc, đó là phát triển cái Phật giáo và truyền bá cái Phật giáo mà mang tính truyền thống của Thái Lan ra khắp thế giới. Mà như lần trước chúng tôi giới thiệu với quý vị là ví dụ như trước năm 1956 thì có một số các cái tỳ kheo Thái Lan đã sang bên là Malaysia, rồi bên Singapore để hoằng pháp và phát triển cho đến ngày nay. Hoặc là tại một số các nơi như là Penang, Singapore, Kuala Lumpur, rồi thì Ipoh, vân vân, họ đã kiến lập hơn 10 ngôi tự viện Phật giáo và tín đồ của họ là đại đa số là những người Hoa Kiều. Và rồi thì đến năm 1957, khoảng một năm sau, tại cái thánh địa Buddha Gaya của Ấn Độ, thì chính phủ của Ấn Độ đã hiến tặng cho Thái Lan một cái khu đất rất lớn, khoảng 17.000 mét. Quý vị có thể tưởng tượng rằng là khu đất nó lớn lắm, rộng lắm. Và họ đã hoan nghênh để cho Phật giáo Thái Lan, chính phủ Thái Lan có thể là xây dựng một cái ngôi chùa mà mang phong cách của Thái Lan trên đất nước họ. Và đối với Việt Nam chúng ta thì chúng ta cũng biết được rằng là Việt Nam chúng ta cũng có một cái ngôi chùa, ít nhất là một cái ngôi chùa Việt Nam ở tại cái thánh địa của Ấn Độ. Đó là cái ngôi chùa mà do Ngài Huyền Diệu, bây giờ Ngài đang làm trụ trì, kính thưa quý vị. Vâng, thì cho đến năm 1960, dưới sự viện trợ của chính phủ Thái Lan, thì họ đã xây dựng một cái ngôi chùa gọi là Wat Thai Buddha Gaya, vô cùng trang nghiêm to lớn, và thường cả cử những cái vị tỳ kheo đến đó để mà hoằng pháp. Năm 1964, dưới sự lãnh đạo của tỳ kheo Nana Siddhi, ngôi chùa gọi là Buddha Padipa, tạm dịch là Phật Quang Tự, đã được thành lập ở tại London, Anh Quốc. Có 5-6 tỳ kheo thường trú tại đó tiến hành diễn giảng Phật pháp và dạy về pháp tu trì quán. Và tất nhiên khi mà xây dựng ngôi chùa này thì kinh phí cũng do chính phủ Thái Lan họ tài trợ. Năm 1975, hai nước Trung Quốc và Thái Lan đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 1975, Phật giáo từ đó bắt đầu giao lưu qua lại với nhau. Năm 1980, thì Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã cử ông Triều Phó, một vị hội trưởng đầu tiên của cái hội Phật giáo Trung Quốc, sang Bangkok để tham dự hội nghị hòa bình tôn giáo thế giới và được giới Phật giáo Thái Lan nhiệt liệt hoan nghênh. Đến năm sau, đoàn đại biểu tăng sĩ Phật giáo Thái Lan sang thăm Trung Quốc cũng được giới Phật giáo nước này hân hoan đón chào. Về sau, tín đồ Phật giáo Thái Lan đã nhiều lần tổ chức hoàn thành cái đoàn thể sang thăm Trung Quốc. Có nghĩa là quý vị biết rằng là hai nước Trung Quốc và Thái Lan họ bắt đầu giao hảo lẫn nhau, thì hai bên đã cử những cái phái đoàn sang để mà giao lưu và thăm viếng lẫn nhau. Năm 1987, ông Triều Phó đã dẫn đoàn đến Bangkok để tham dự hội giao lưu học thuật Phật giáo quốc tế và tiến hành một tuần viếng thăm nước này, được nhiều đoàn thể Phật giáo Thái Lan hoan nghênh, thậm chí là Ngài Tăng Vương cũng đích thân đến tiếp kiến phái đoàn. Khi mối quan hệ giao lưu về văn hóa Phật giáo giữa hai nước tiến triển tốt đẹp, tháng 6 năm 1990, thì Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã phái 10 vị học tăng thanh niên của Phật giáo Thường Tọa Bộ Dân tộc Thái
sang Thái Lan du học. Họ đã lưu học tại đấy 3 năm, chủ yếu học tập về tiếng Pali và giáo nghĩa Phật giáo Vân Nam, vân vân. Vâng, ở đây quý vị đọc là quý vị có thể hiểu như thế này, là quý vị có thể có một câu hỏi. Là Phật giáo của Trung Quốc thì quý vị biết rằng là từ lâu nay là Phật giáo Trung Quốc chủ yếu và hình như toàn bộ đều là Phật giáo Đại Thừa. Nó không có hình thức Phật giáo gọi là Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Tiểu Thừa. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết được rằng là cái Thái Lan nó nằm gần ở Trung Quốc, giáp giới với Trung Quốc. Và vì vậy cho nên mỗi giao lưu của Thái Lan với Trung Quốc nó vẫn có, và đặc biệt nhất là ở vùng Vân Nam đó. Thì vì vậy cho nên là nơi đó thì người dân tộc Thái cũng có. Và cho nên là người dân tộc này thì họ lại có tín ngưỡng của Phật giáo Nguyên Thủy. Đó. Đó là lý do vì sao mà quý vị thấy rằng là Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã phái 10 vị học tăng, mà học tăng này là không phải là của Phật giáo Đại Thừa mà là của Phật giáo Thường Tọa Bộ, tức như là Phật giáo Nguyên Thủy. Phái 10 vị này sang bên Thái Lan để học tập về cái Phật giáo của Thái Lan, rồi thì học tập về tiếng Pali. Hiện tại tín đồ Phật giáo Thái Lan chiếm tổng nhân khẩu trên 95%. Quý vị thấy con số mà hiện tại bây giờ là cái gọi là cái số lượng mà gọi là tín đồ Phật giáo Thái Lan á, là nói rằng là cái số lượng tín đồ rất là lớn, chiếm 95%. Có 280.000 tăng sĩ, trong đó tỳ kheo là 180.000, sa di là 100.000. Thái Lan có khoảng là 25.000 cơ sở tự viện, 100.000 tòa tháp. Đó thì quý vị thấy rằng là đây là phải nói rằng là trong đây là trích theo cái nghiên cứu của cái tác phẩm gọi là Đương Đại Phật Giáo trang 144, nói lên một cái con số và nói rằng là đáng kể đối với Phật giáo Việt Nam đương đại. Đó thì ít nhất chúng ta thấy rằng là cái tín đồ Phật giáo Thái Lan là chiếm trên 95% nhân khẩu. Thứ hai nữa là có 280.000 vị tăng sĩ, trong đó tỳ kheo là 180.000, sa di là 100.000. Rồi thì Thái Lan có khoảng 25.000 cơ sở tự viện, 100.000 tòa tháp. Thì quý vị thấy rằng là cái trường hợp mà Thái Lan họ cái Phật giáo của Thái Lan nó đã phát triển như thế nào. Vâng, thì đó là cái phần mà chúng tôi giới thiệu đến cái phần mà gọi là Phật giáo Việt Nam của Thái Lan, phần Phật giáo của hiện đại. Tiếp theo đó là phần mà chúng tôi xin giới thiệu đến với quý vị, đó là đầu thế kỷ thứ 20, một cái kỷ nguyên của cách tân Phật giáo. Khi nói đến cái cách tân Phật giáo của Thái Lan, đây là một cái đầu thế kỷ thứ 20, là một cái kỷ nguyên mới và một kỷ nguyên đánh dấu một cái dấu ấn vô cùng quan trọng trong cái lịch sử của Phật giáo Thái Lan. Bởi vì đây là một cái kỷ nguyên cách tân hoàn toàn, nó tạo nên một cái diện mạo mới cho Phật giáo Thái Lan. Đó. Vâng, thì ở nơi đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cái phần này. Vào năm 1851, nếu nói đến cái vấn đề cách tân thì ít nhất chúng ta phải đơn cử ra một cái vị, mà vị đó là tạo một cái sự cách tân, một cái sự chuyển đổi, cải tân, cải cách rất là lớn và nổi bật nhất ở trong lịch sử Phật giáo Thái Lan. Đó chính là Ngài Mông Cút. Đó. Tất nhiên là sau này vị này đã đi tu và trở thành một vị tu sĩ. Và tất nhiên là quý vị biết là đi tu thành tu sĩ một thời gian khá dài, rồi sau đó mới là vị này theo lịch sử, theo tiểu sử cho biết là vị này sau đó mới ra làm vua. À, nhưng mà vị này đã ở trong chùa khá lâu, và chính vị này là cái người mà sáng lập ra cái phái gọi là Dhammayut, tức như là Dhammayuttika Nikaya. Ông đã từng xuất gia làm tu sĩ trong vòng 27 năm trường và cũng là một học giả lỗi lạc về các kinh văn tiếng Pali. Kính thưa quý vị, thì lần trước chúng tôi đã giới thiệu về cái ông vua Mông Cút này rồi. Cái thời gian mà thường á, quý vị thấy rằng là các vị vua của Thái Lan á, mà đương nhiên là đã đến cái tuổi mà để mà phải vào trong chùa tu theo cái gì hình thức gọi là nghĩa vụ á, thì cái việc này là việc mà bất cứ những cái người nam nào của Thái Lan á,
Trong đời họ ít nhất phải một lần coi như là vào ở trong chùa để mà tu theo hình thức nghĩa vụ, và các vị vua cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên thì các vị vua họ họ ở trong chùa một thời gian ngắn, có thể rằng là đó, phần lớn các vị vào ở trong khoảng 15 ngày thôi à. Họ cao tay là một tháng là cùng thôi. Chúng ta đã thấy là các vị vua mà vừa rồi chúng tôi giới thiệu thì các vị họ chỉ là ở trong chùa trong khoảng thời gian như vậy. Họ vào, họ thọ giới, họ cạo đầu, họ làm vị tu sĩ ở trong đó một thời gian. Xong rồi họ bắt đầu hoàn tục và ra trở lại để làm tư cách làm vị vua. Đó, thì cái truyền thống như vậy được truyền từ xưa đến nay. Tuy nhiên đặc biệt ông vua Mông Cút này thì kính thưa quý vị, ông đã ở trong chùa tu tập đến 27 năm trời. Và bên cạnh đó thì ông cũng là một cái học giả lỗi lạc về các kinh văn tiếng Pali. Ông nổi tiếng với công trình nghiên cứu khoa học và khoa nhân văn phương Tây. Và ông đã từng tu tập ở tại cái ngôi chùa gọi là Wat Samurai, ngôi tu viện nổi tiếng về thiền tập và trải nghiệm tâm linh. Đó, cái ngôi chùa này là một cái ngôi chùa cho đến bây giờ cũng rất là nổi tiếng, kính thưa quý vị. Trong suốt thời gian tu tập trong chùa, việc di cư khá nhiều chư tăng từ Miến Điện sang đã truyền nhập vào cái đặc điểm gọi là tuân thủ giới luật nghiêm khắc của tăng già người Mon. Đó. Khi mà nói đến tăng già người Mon, kính thưa quý vị, chúng ta phải biết được rằng là người Mon là gốc của Miến Điện. Tăng già người Mon đó là tăng già của Phật giáo Miến Điện. Đó. Vì vậy cho nên là ở đây chúng ta biết được rằng là Phật giáo của Thái Lan nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ảnh hưởng của Phật giáo của Campuchia, ảnh hưởng Phật giáo của Miến Điện. Và tất nhiên, kính thưa quý vị, chúng ta đã học trong lịch sử và những phần trước kia chúng tôi đã giới thiệu nhiều cho quý vị. Đó là ngay cả Phật giáo Tích Lan cũng được truyền vào Thái Lan. Cho nên trong Phật giáo Thái Lan đó, nó có rất là nhiều cái yếu tố của Phật giáo các nước, như là Phật giáo của Campuchia, Phật giáo của Miến Điện, Phật giáo Tích Lan. Đó, thì vì vậy cho nên rằng là những yếu tố đó nó tạo nên một cái đặc điểm nổi bật của Phật giáo Thái Lan mà không có ở nơi nào có được. Và cũng chính vì vậy mà chúng ta thấy được rằng là ông vua Mông Cút này trong khoảng thời gian mà ông tu ở trong cái ngôi chùa gọi là Wat Samurai này ấy, thì ông chứng kiến một điều rằng là có khá nhiều chư tăng từ Miến Điện mà đã di cư sang Thái Lan và cũng đi theo với cái di cư di tản chuyện của các vị tăng đó. Thì đó là cái truyền thống một tu tập rất là nghiêm khắc của cái tăng già người Mon, tất nhiên là tăng già Miến Điện. Đó. Có nghĩa rằng là họ tu tập rất là nghiêm khắc. Tuân thủ theo giới luật rất là nghiêm chỉnh, thưa quý vị. Vì vậy cho nên á, hoàng khi mà nhìn thấy như vậy thì ông này ông bị ảnh hưởng rất là nặng. Cho nên bị ảnh hưởng bởi cái trào lưu này, tư tưởng này, cho nên hoàng thân Mông Cút lúc bấy giờ là một vị tu sĩ đã bắt đầu một phong trào cách tân Phật giáo bằng cách là thành lập một tăng đoàn mới ở tại cái ngôi chùa gọi là Wat Samurai này. Đó là giáo phái gọi là Pháp Tông, tất nhiên là Dhammajuttika Nikaya, một giáo phái tuân thủ giới luật nghiêm khắc hơn so với các giáo phái khác của tăng già Thái Lan đương thời, gồm cả cái việc gọi là không cất giữ tiền bạc, không chất chứa thức ăn và không uống rượu vào buổi tối. Đó, quý vị thấy rằng là những cái điều lệ mà đưa ra như thế này mà khi người ta họ viết về cái gọi là cái lịch sử, và đặc biệt nhất là kính thưa quý vị, những điều này nó ảnh hưởng và từ đó thì cho đến bây giờ nó sinh ra một cái truyền thống tu tập mà chúng tôi đã cũng có khá nhiều lần để giới thiệu với những quý vị. Khi mà này nói đến Phật giáo Thái Lan, đó chính là một truyền thống tu tập rất là nghiêm khắc, rất nghiêm minh. Đó là truyền thống tu tập của các Forest Monk, tất nhiên là những vị tu sĩ mà tu ở trong rừng sâu, có nghĩa là sống một cách biệt lập hoàn toàn với cái thế giới bên ngoài. Đó. Cho nên là quý vị thấy rằng là ông Hoàng thân Mông Cút này là cái người rất là trăn trở về
thiền tinh của Phật giáo đương thời. Bởi vì ông chứng kiến những cái sự tha hóa, ông chứng kiến những cái sự thay đổi. Thậm chí là các vị tu sĩ họ đã coi như là không tuân thủ theo cái truyền thống giới luật, không tuân thủ theo những cái gì mà đúng với là cái truyền thống kinh điển ngày xưa vân vân. Chính vì vậy cho nên khi ông vào tu ở trong cái ngôi chùa gọi là Wat Samurai thì ông chứng kiến hết tất cả. Mặc dù ông là vị vua và ông tu, quý vị thấy rằng ông vào trong chùa ông tu theo cái gì? Theo cái dạng gọi là đầu tiên chúng ta thấy rằng là ông tu theo cái hình thức gọi là nghĩa vụ thôi. Có nghĩa là ông vào trong, ông tu khoảng một khoảng thời gian thôi. Nhưng mà quý vị thấy rằng là cái nhân duyên đưa đến là gì? Chúng ta đã học lịch sử và chúng ta biết được rằng là trong khoảng thời gian tu tập thì có một người cũng là anh em với ông. Mà khi mà ông đang ở trong chùa để tu tập thì trong hoàng triều đã cử cái người kia lên làm vua. Mà đáng lý ra cái vị trí đó phải là ông Mông Cút này. Đó, những cái câu chuyện và những cái nhân duyên nó đưa đến như vậy. Nhưng mà ông Mông Cút này thì ông lại là cái người mà coi như là chúng ta thấy rằng là nếu đọc cái dòng lịch sử thì chúng ta thấy rằng hình như ông không có một cái gì gọi là mang tính tranh chấp hoặc là gánh đua tranh giành gì cả. Vì vậy cho nên thôi ông cũng không cần phải quay trở về, có nghĩa là ông không cần phải hoàn tục để làm chi. Đáng lý ra là đến cái lúc như vậy thì ông phải hoàn tục để ông trở về để ông tiếp tục làm ngôi vua. Nhưng mà do vì ông thấy cái người mà anh em họ của mình đã lấy ngôi vua như vậy thì ông nghĩ rằng không cần phải giành giật để làm gì. Bởi vì càng giành giật thì tạo những cái cuộc chính biến, tạo nội bộ phân tranh. Và trong hoàng triều tạo nội bộ phân tranh chính biến, gây gỗ lẫn nhau để đi đến chiến tranh thì có phải chăng làm cho người dân đau khổ. Ông hiểu những cái điều như vậy cho nên phát xuất từ cái tư tâm của Phật giáo và thẩm nhuần với những cái tư tưởng Phật giáo cho nên ông không hề đả động gì cả và ông vẫn tiếp tục sống là một vị tu sĩ ở trong chùa. Quý vị thấy đó, chúng ta phải hiểu rõ tất cả những cái căn bản, tất cả những cái điều xấu xa từ cái câu chuyện của cuộc đời ông. Từ đó chúng ta mới thấy được rằng là tất cả mọi cái đều nhân duyên để đi đến cái câu chuyện đó là ông sống ở trong chùa rất là lâu. Ông sống đến 27 năm trời. Quý vị thấy rằng là các vị vua thường là tối thiểu là 15 ngày. Thế 15 ngày là có bao lắm, nửa tháng thôi kính thưa quý vị, rồi xong rồi hòm trở về thôi. Nhưng ông này thì không. Ông đã ở trong chùa khá lâu. Có thể ở trong chùa 15 ngày có thể chưa biết được gì, chưa thấy được gì. Nhưng 27 năm trường kính thưa quý vị, chắc chắn ông đã trải nghiệm, ông đã chứng kiến biết bao nhiêu tha hóa, cái xa đọa, tất cả mọi thứ ở trong chùa nó như thế nào. Và kính thưa quý vị, đó là những điều ông trăn trở. Ông với tư cách là một người hoàng thân, với tư cách là ông vua, với tư cách là một người Phật tử, với tư cách là người đệ tử của Đức Phật, thì phải nói rằng là trước tất cả những cái tình trạng mà nó gọi là đi đến xa đọa, tất cả những cái gọi là nó rất là chẳng hay ho gì xảy ra trong tăng đoàn Phật giáo như vậy thì ông rất là buồn. Và đặc biệt nhất là cái gọi là không tuân thủ cái truyền thống giới luật đó. Chính vì vậy cho nên là ông đã trăn trở. Và đó cũng là cái hình thức mà bắt đầu ông nghĩ đến cái việc là thành lập một cái tăng đoàn mới. Một tăng đoàn mới. Quý vị biết rằng là trong khi mà ông tu tập ở tại đó thì ông đã thọ giới theo truyền thống của Phật giáo Thái Lan. Quý vị hiểu giúp cho điều đó. Ông thọ giới theo truyền thống Phật giáo Thái Lan. Tuy nhiên, theo lịch sử và theo những cái tài liệu cho chúng ta biết thì trong khoảng thời gian ông sống tại cái ngôi chùa gọi là Wat Samurai này thì ông chứng kiến khá nhiều vị tu sĩ từ bên Miến Điện đã di cư sang Thái Lan. Và khi các vị đó di cư sang Thái Lan và họ sống thì chắc chắn rằng là họ có một số mấy vị có lẽ họ cũng đã từng sống ngay ở trong ngôi chùa của ông.
Và cái điều ông trải nghiệm và ông cảm nhận được ở những vị tu sĩ đó là gì? Đó là một cái tinh thần tu tập rất nghiêm khắc, một tuân thủ cái giới luật rất nghiêm khắc của cái tăng già người Mon, tất nhiên là tăng già người Miền Điện. Thì từ đó ông nhìn thấy cái sự tuân thủ nghiêm khắc của các vị tăng già đó, rồi thì cái hình thức mà tu tập lỏng lẻo, không tuân thủ đúng cái của bên Phật giáo Thái Lan, thì từ đó ông mới nhìn nhận. Và như những cái tài liệu trước, thưa quý vị, cho chúng ta biết thì chính ông đã xin thọ giới lại theo cái truyền thống của tăng già người Mon đó. Và rồi từ đó ông bắt đầu là thành lập ra một cái tăng đoàn mới ở ngay tại cái ngôi chùa Wat Samorai này. Đó chính là giáo phái Pháp Tông Dhammayuttika Nikaya, một giáo phái tuân thủ về giới luật nghiêm khắc hơn so với những giáo phái của tăng già Thái Lan đương thời. Thế thì ở nơi đây, nếu nói về cái giáo phái gọi là tuân thủ giới luật nghiêm khắc hơn là chuyện gì, thì ở nơi đây người ta đơn cử ra một số các vấn đề. Mà những vấn đề này là những vấn đề mà phải nói rằng là nó đang xảy ra ở tại Thái Lan, đang xảy ra tại Thái Lan đương thời, dưới thời của ông Vua Mông Cút. Đó. Cho nên quý vị thấy rằng là dưới thời của ông Vua Mông Cút là thế kỷ thứ 19. Thế kỷ thứ 19, khoảng giữa thế kỷ thứ 19. Mà bây giờ đây là quý vị biết là thế kỷ thứ 21. À, thì thưa quý vị là nó cũng đã ít nhất cũng phải nói là 200 năm hơn, chứ đâu phải ít đâu. Đó. Thì bây giờ đấy quý vị thấy rằng là đương thời lúc bây giờ cái Phật giáo Thái Lan, cái vấn đề mà gọi là tuân thủ giới luật đó, nó đã lỏng lẻo rồi đó. Nhưng mà dưới thời ông Mông Cút, ông đã trăn trở và ông thành lập một cái giáo phái riêng. Thì trong đó ông muốn mọi người, tất nhiên là cái giáo phái mà Dhammayuttika Nikaya này, thì cũng xin là giải thích sơ qua và xin nhắc lại một lần nữa để quý vị biết là giáo phái Dhammayuttika Nikaya này là cái gì. Là một cái giáo phái mà tu tập hợp với Pháp, có nghĩa là tu tập đúng chánh Pháp. Đó, Dhammayuttika là hợp với Pháp, đúng với chánh Pháp. Nikaya là giáo phái. Đó. Thì vì vậy cho nên là quý vị thấy rằng là ông đã đưa ra một cái tên gọi rất rõ ràng để cho mọi người phải tuân thủ theo đúng cái tên gọi đó, đúng cái ý nghĩa của nó, chứ không phải là chỉ là một cái tên gọi chơi vui thôi. Thế thì họ đưa ra những vấn đề như thế này. Thứ nhất là không cất giữ tiền bạc. Đó, đấy cũng là một cái điều rất quan trọng, mà cái này là đúng với theo giới luật ở trong Phật giáo Nguyên Thủy. Theo giới, trong giới luật quy định là đối với vị tỳ kheo thì không cất giữ tiền bạc. Cái việc này chúng tôi cũng đã từng trải nghiệm, kính thưa quý vị, khi chúng tôi đến Thái Lan. Thì rõ ràng rằng là cái thời gian mà chúng tôi ở trong chùa của ở tại Chiang Mai ấy, thì khi đó có một số mấy vị tu sĩ chúng tôi được giới thiệu, và họ mời chúng tôi vào ở một cái chùa trong núi. Thật sự ra thì cái ấn tượng của chúng tôi đến ngôi chùa đó, thì đương nhiên đó là một ngôi chùa nằm ở trong rừng. Ngày xưa thì chúng tôi không rành đến cái chuyện gọi là những cái giáo phái của các vị tu sĩ ở trong rừng. Thật sự ra bây giờ mình xem lại thì mình mới biết rằng các vị này họ đã từng ở trong rừng. Họ ở trong rừng và họ tu tập theo cái truyền thống gọi là Forest Monk. À, cho nên là mấy vị này họ ở trong núi rừng, mỗi người thì có một cái kuti. Kuti tất nhiên là một cái căn phòng, một cái lều nhỏ thôi. Một cái căn phòng nhỏ xí thôi, chứ không có gì cả. À, và trong đó thì họ sinh hoạt ở nơi đó. Mà thật sự ra là chỉ vào buổi chiều tối là họ nghỉ ở đó thôi. Đó. Và khi chúng tôi đến nơi đó thì hồi mới đầu chúng tôi cứ nghĩ rằng là cái chánh điện á, là một cái nơi có thể rằng là nó rộng rãi, hoặc là được là có như là xây dựng bê tông cột sắt đàng hoàng. Kính thưa quý vị, không phải. Mà khi chúng tôi đến đó thì đương nhiên
số lượng chư tăng cũng đông lắm, chứ không phải ít đâu. Thì chúng tôi nghĩ lúc đó cũng khoảng là 30-40 vị, quý vị tập trung về đó. Nhưng có một điều thú vị là quý vị biết là khi mà đến chiều mà quý vị mà gọi là xong xuôi tụng kinh rồi, xong xuôi rồi á, thì quý vị tản mát ra rí rải rác, và quý vị mỗi người đi về một nơi, hoặc là mỗi người đi kinh hành đâu ở trong rừng thì hoàn toàn vắng ngắt, hoàn toàn lặng lẽ, không thấy một bóng dạng gì cả, chỉ nghe tiếng chim kêu, tiếng nghe tiếng gió hú, vân vân, thì thậm chí lâu lâu nghe tiếng vườn nó hú. Đó thì quý vị thấy là một cái khung cảnh nó rất là thanh tịnh. Và cái chánh điện ở nơi đó thì thật sự ra là một cái giống như là một cái gọi đại khái là một túp lều, mà xung quanh là có bốn bốn cái trụ ở giữa nơi cái nền đó. Kính thưa quý vị, là một cái nền cát, và chư tăng đến giờ đến đó hành thiền ở tại đó, chỉ thế thôi. Vâng, và chỉ thế thôi. Cho nên là tất cả mọi cái đều hoàn toàn đơn giản. Bởi vậy cho nên các vị ở đó họ không có ai giữ tiền hết. Thì quý vị có thể đặt vấn đề rằng là chư tăng không có tiền thì làm sao sinh hoạt? Đúng, tất cả mọi sinh hoạt người Phật tử đã chu cấp hết, từ mọi thứ, thậm chí là cái ý, thậm chí các đồ vật dùng hàng ngày như kem bọt đèn răng xà phòng vân vân, và đương nhiên thức ăn uống quý vị cũng cúng dường rồi. Hàng ngày quý vị đi khất thực chỗ này chỗ nọ, rồi xong rồi về về và tập trung hết tất cả những thức ăn đó lên trên bàn, và quý vị sắp hàng để rồi mỗi người giống như ăn buffet, lấy một chút và lấy vừa phải, đúng vừa cái lượng mình dùng, bỏ vào trong cái bình bạc và dùng thế thôi. Quý vị thấy đó, cho nên là chúng ta thấy rằng là cái hình thức mà phải nói rằng là tu tập của các vị tu sĩ ở đây đây nó rất là nhẹ nhàng, và do vì chư tăng, cái truyền thống gọi là chư tăng của Thái Lan á, không biết thì bây giờ nó như thế nào, nhưng mà truyền thống chư tăng của Thái Lan, do vì cái truyền thống người ta rất là thừa hiểu rằng là không hề cầm tiền. Vì vậy cho nên là khi mà ở tại Bangkok chúng tôi lên xe, cái hình thức chủ tu sĩ của mình thì kính thưa quý vị, tu sĩ Phật giáo Đại Thừa thì ăn mặc như thế này, nhưng mà với các vị mà của Phật giáo Nguyên Thủy á, thì các vị là quần y màu vàng. Nhưng mà quý vị biết sao rằng là người Thái Lan khi nhìn thấy một người nào đó, một vị nào đó mà người đó cào đầu, thì họ vẫn cho đó là vị tu sĩ, và họ luôn cung cung vật kính trọng. Cho nên vì vậy mà khi chúng tôi lên xe thì thứ nhất, việc thứ nhất đó là họ mời chúng tôi lên ngồi hàng đầu, và cái ghế hàng đầu bao giờ chúng tôi thấy là họ để trống, không có ai ngồi ở đó cả. Và cái ghế đó hình như là theo như chúng tôi biết thì ghế đó để dành cho chư tăng đó, cho nên bao giờ mời chúng tôi lên ngồi hàng đầu. Thứ hai nữa là đi xuống thì người ta họ trả tiền, còn chúng tôi thì không, bởi vì người ta biết rằng là chư tăng không có tiền và không cất giữ tiền bạc. Thì đó, cái hình thức mà gọi là nghiêm khắc không cất giữ tiền bạc, đó là một cái hình thức mà quý vị thấy rằng là chư tăng của Phật giáo người Mon của Miến Điện đã tuân thủ cái điều đó. Và chư tăng các vị khi sang di cư sang Thái Lan thì chính ông vua Mông Cụt ông đã từng chứng kiến như vậy. Cho nên khi mà sáng lập ra cái giáo phái Dhamma Yuttika Nikaya thì ông đặt ra những vấn đề như thế này, đặt ra những điều lệ như thế này để bắt buộc những ai mà theo cái giáo phái này thì bắt buộc phải tuân thủ những điều như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai quý vị thấy là không chất chứa thức ăn, có nghĩa rằng là không có thức ăn, không để cất giữ thức ăn ở trong chùa. Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ rằng là ở trong các cái chùa của Phật giáo của Đại Thừa của chúng ta thì cái hình thức mà gọi là nhà bếp ấy. Và chúng ta thấy rằng là ở trong thiền môn theo cái thánh quý của Bát Trưởng,
hoặc là thánh quý ở trong thiền môn đó, thì người ta gọi là cái nhà trù, tức như nhà bếp, là một cái kiến trúc cố định cần phải có để hình thành nên một cái quần thể, cái đó được gọi là ngôi chùa. Cho nên trong một cái quần thể ngôi chùa thì phải có một cái nhà bếp, nhà trù. Tuy nhiên đối với cái Phật giáo của các nước mà gọi là Phật giáo ngũ thủy á, thì quý vị thấy rằng là từ phát xuất từ cái việc mà gọi là không ăn buổi chiều. Đó, đó, không ăn buổi chiều, tất nhiên là buổi chiều không không có dùng cái gì cả. Tất cả mọi cái đều là đi khất thực về rồi dùng xong là xong. Và cái đó là một sự thật kính thưa quý vị, bởi vì là có một cái điều thú vị và một cái kinh nghiệm mà chúng tôi thấy rằng là, kính thưa quý vị, một hai ngày đầu chúng tôi không không quen được. Bởi vì sao? Bởi vì là thì quý vị cũng hiểu rằng là với cái truyền thống đối với ngoài đời thì chúng tôi không không nhầm nói, nhưng mà đối với cái truyền thống của Phật giáo mà đại thừa ở tại Việt Nam chúng ta thì cái việc mà ăn buổi chiều đó là cái chuyện bình thường, đó là chuyện bình thường. Và rồi thì quý vị thấy rằng là ngài Tốt Bách Trưởng, ngài cũng là có như là nói rằng là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Cho nên là do phát xuất từ cái việc mà gọi là đi làm việc lao động, chân tay, thì từ đó nó hao tổn cái năng lượng. Cho nên là chế ra cái việc gọi là ăn buổi chiều. Mà ăn buổi chiều thì được gọi là dùng cái dược thực thôi, ăn nhẹ thôi. Ăn như là một cái món ăn để chữa cái bệnh khô gầy, chữa cái bệnh đói, làm cho mình còn càng khó chịu mà mình tu được. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà quý vị thấy là trong đội Phật giáo ngũ thủy thì họ rất là nghiêm khắc trong cái việc mà đặc biệt nhất là dưới thời ông Mông Cút. Thì tất nhiên là trước đó đối với cái giáo phái gọi là Mahanikaya thì kính thưa quý vị, người ta đôi khi vẫn dùng buổi chiều. Đó. Người ta họ vẫn là dùng buổi chiều chứ không phải không đâu. Và cũng có trường hợp không phải họ chính thức tuyên bố là được dùng buổi chiều. Xin thưa như vậy. Nhưng mà người ta vẫn là mặc nhiên, hoặc là nhiều khi người ta họ dùng phía sau. Thì cái việc đó là không thể nói được. Nhưng mà đó là cũng là một hình thức mà khi ông Mông Cút ông chứng kiến thì ông rất là trăn trở. Ông thấy đây là một cái sự suy đồi Phật pháp. Đó. Đó là lý do vì sao mà ông chế ra cái việc gọi là không cất chứa thức ăn. Tất nhiên là những cái thức ăn mình đón nhận đem về thì mình phải thò dùng hết, xong rồi là xong. Cho nên cái việc gọi là nấu ăn á không còn ý nghĩa nữa rồi. Vì vậy cho nên nhà bếp cũng không còn ý nghĩa luôn. Không cất chứa thức ăn không gì cả. Tất cả mọi cái người Phật tử lo hết trơn. Và người ta họ đem đến cúng dường, hoặc là thậm chí mình đi ra, đi đến cái, một cái nơi nào đó, hoặc là đi ra ngoài, đi khất thực, thì người Phật tử họ sẵn sàng cúng dường cho mình. Họ chuẩn bị để cúng dường cho mình. Cho nên cái việc mà mình chuẩn bị cả cái thức ăn đồ này nó không còn một ý nghĩa nữa. Và đó cũng là lý do vì sao mà đưa ra một cái điều lệ. Đó là không cất giữ chất chứa thức ăn. Vâng, kính thưa quý vị, mặc dù nói ra thì đơn giản, nhưng mà khi chúng ta phân tích, chúng ta phải hiểu được rằng là cái việc không cất giữ thức ăn này nó cũng là một cái điều rất quan trọng đối với Phật giáo ngũ thủy. Và hơn thế nữa, chúng ta biết thêm một điều này, đó là đối với thế gian thì cái chuyện mà quý vị biết rằng là nhất là những người phụ nữ, những người mà lo nội trợ gia đình, họ khổ tâm. Khổ tâm việc gì? Đây chúng tôi xin thưa là trừ những vị mà có cái từ tâm lớn và vô cùng hoan hỷ, vô cùng có như là vui vẻ và phải nói thú vị, thích thú trong việc nấu ăn để phục vụ cho mọi người thì chuyện đó chúng tôi không nói. Nhưng mà bên cạnh đó thì phải nói rằng là khi mà đối với những cái người nội trợ, những cái người mà phụ nữ mà lo cái việc mà nấu ăn á, họ phải khổ tâm. Bởi vì trong gia đình á, lo cái việc ăn buổi trưa như thế nào, ăn món gì, nấu món gì,
Đó là cái điều mà họ phải phân nghĩ ra để mà đi chờ, để mà lo mọi việc, để mà lo cho bữa cơm đó. Nhưng mà sáng buổi trưa rồi á, thì họ phải nghĩ đến cái chuyện là buổi chiều. Mà buổi chiều á, thì rõ ràng rằng chúng tôi đã nghe, lắng nghe từ nhiều cái câu chuyện, từ nhiều lời nói của các Phật tử, để chúng tôi mới biết được điều này, rằng là họ đã suy nghĩ, phải suy nghĩ đôi khi rồi nặng đầu ra để suy nghĩ rằng là buổi trưa thì ăn món này, những buổi chiều đừng để lặp lại món này, mà phải nghĩ ra một món khác. Để gì? Để cho mọi người trong nhà ăn được vui vẻ, không ăn lại món cũ, không cảm thấy chán, vân vân này nọ. Để cho trong nhà được ăn vui, được coi như là thấy là tận hưởng tất cả những cái giá trị của người phục vụ. Đó, cho nên từ đó quý vị thấy rằng là cái việc ăn buổi chiều là một cái điều mà phải nói rằng là khi người ăn, người thọ dùng, kính thưa quý vị, đấy chúng tôi xin thưa rằng là người thọ dùng, người mà đón nhận cái vật phẩm đó thì đôi khi rất là vui, rất là hoan hỷ. Nhưng mà mặt khác, nhiều khi họ cũng thấy phiền não. Nhưng mà trở ngược lại thì quý vị thấy rằng là chính cái người phục vụ là cái người phải nói là mệt mỏi nhất. Đó. Thì vì vậy cho nên quý vị thấy rằng cái việc ăn chiều, bên cạnh đó chưa nói đến cái việc quan trọng nữa, đó là so với cái việc mà gọi là sức khỏe của chúng ta, thì có phải chăng rằng là cái việc khi mà chúng ta, vì chúng ta ăn đã quen rồi, sáng, trưa, chiều, và nhiều khi là thậm chí có nhiều vị là không phải 3 buổi mà thậm chí 4 buổi, thậm chí là có ăn thêm, thậm chí thì dù bây giờ như thưa quý vị là những vị mà bị tiểu đường, thì rõ ràng rằng là do vì bình hoàng, quý vị không thể nào ăn nhiều được, mà không ăn nhiều thì nhiều khi nó lại làm cho mình đói bụng, làm cho mình khó chịu, bắt buộc phải ăn nhiều lần, quý vị thấy đó. Đó, thì đó cũng là những vấn đề mà làm cho bản thân mình cũng phải khổ tâm lắm. Trở lại vấn đề, chúng tôi xin thưa rằng là các vị mà họ đã quen mà không ăn buổi chiều, thì từ những một khoảng mà từ buổi trưa hoặc sau khi xong rồi á, cho đến buổi chiều và cho đến sáng ngày mai á, kính thưa quý vị, một khoảng thời gian quý vị thấy nó dài không? Nó dài vô cùng. Và đó là một cái khoảng thời gian tuyệt vời. Để gì? Như trong kinh Đức Phật dạy là dồn hết năng lượng để tu tập. Vì đó đi kinh hành, vì đó ngồi xuống để tư duy suy nghĩ đến những lời Đức Phật dạy, vì đó tụng kinh, vì đó hành thiền, vân vân. À, cho nên quý vị thấy rằng là đó là lý do vì sao mà khi lần đầu tiên chúng tôi đến Thái Lan và vào ở trong rừng như vậy, buổi trưa chúng tôi ăn xong thì đương nhiên là đến chiều đói bụng và chúng tôi không thể nào ăn nhiều được. Các vị đã quen rồi, các vị mà tu sĩ Thái Lan mà khi chúng tôi ở chúng đó thì các vị họ đã quen rồi. Có nghĩa rằng là buổi trưa họ, các vị dùng nhiều lắm. Có thể là chúng tôi nhìn rằng là cái phần của họ dùng nhiều khi là gấp 2 hoặc thậm chí gấp 3 phần chúng tôi. Mà có lẽ là cũng do vì ăn nhiều như vậy cho nên nó giữ lại cái năng lượng, giữ lại cái phần đó để có thể là tiêu thụ cho đến sáng ngày mai. Còn riêng bản thân chúng tôi cũng ăn được nhiều cho nên là chỉ ăn được một chút thôi, một phần nào đó. Và rồi thì đến chiều tối, theo như một chu kỳ, theo như một thói quen, tự nhiên nó đói bụng, quý vị thấy đó. Và khi mình đói bụng thì mình sẽ phiền não, mình sẽ mệt, mình sẽ lo âu, vân vân, đủ thứ cả. Để cuối cùng mình phải đi tìm đôi gì đã ăn. Đó quý vị thấy. Cho nên rằng là đối với các cái vị mà họ không dùng buổi chiều thì quý vị thấy rằng là phần nó tuyệt vời. Nếu ai thực hiện được điều đó. Và chúng tôi đã phải mất một tuần, kính thưa quý vị, mới quen được cái hình thức như vậy. Và sau khi quen xong rồi á, thì phải nói rằng là, kính thưa quý vị, cái việc không ăn buổi chiều là cả một cái điều kỳ diệu. Nó tuyệt vời vô cùng. Chúng tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Chúng tôi có cả một khoảng thời gian dài để chúng tôi làm đủ mọi việc. Và người nó nhẹ nhõm, không có phải lo âu, phải không phải chi hết đó. Và rồi thì thậm chí tối lại đi ngủ sớm để sáng mai dậy sớm công phu tu tập, vân vân. Thì đó, trở lại vấn đề, khi ông cốt ông nhìn thấy những hiện trạng mà tu sĩ, thứ nhất là cất giữ tiền bạc, thứ hai là thậm chí còn giữ thức ăn,
giữ giữ nhìn thức ăn để chi để mà tội ăn lại, ông thôi đói bụng đó. Thì ở đây ông đưa ra một cái điều lệ ở trong cái giáo phái Dhammajuttika Nikaya của ông đó, đó là thứ nhất là không cất giữ tiền bạc, thứ hai là không chất chứa thức ăn, và thứ ba kính thưa quý vị là không uống rượu vào buổi tối. Thì đương nhiên cái thời bây giờ thì quý vị biết rằng là chúng tôi cũng đã từng chứng kiến là các vị mà bên Phật giáo Nam Tông đó, thì vào buổi tối đương nhiên là quý vị không dùng những cái đồ gì mà gọi là nặng, thì dù như ăn cơm, ăn đồ này nọ. Nhưng mà có, chúng tôi có thấy là các vị có uống sữa. À, nhưng mà quý vị thấy rằng là đối với ông vua Mông Cốt, ông căng thẳng đến nỗi mà ông bắt buộc phải chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Giống như trường hợp chư tăng của cái Phật giáo người Mon của Miền Điện là vậy. Có nghĩa là thứ nhất là không cất giữ tiền bạc, thứ hai là không cất giữ thức ăn, không không giữ gìn chất giữ thức ăn, và thứ ba là không uống rượu vào buổi tối. Đó, đó là những điều quý vị thấy rằng là bắt buộc phải giữ. Và vâng, kính thưa quý vị, cái hình thức đó vẫn còn giữ cho đến ngày nay đối với những vị tu sĩ gọi là forest monk, những vị mà tu ở trong núi rừng hiện tại bây giờ ở tại Thái Lan. Và một số nước vẫn đang còn duy trì cái hình thức mà tu tập mang tính rất là nghiêm khắc. Mà hình thức tu tập như thế này thì theo cái cách mà của Phật giáo ấy, thì kính thưa quý vị, đó là tu theo hành Đầu Đà Đu Tăng Ga. Phong trào của phái Pháp Tông có đặc điểm nổi bật là nhấn mạnh vào thánh điển Pali gốc và bác bỏ một số văn học Phật giáo trước thời hình thành thánh điển, bao gồm cả bộ Tribhumikatha, một bản kinh thế kỷ thứ 14 của Thái Lan. Quý vị thấy, khi mà họ đã triệt để mà tuân thủ những cái gì mà mang tính gọi là đúng chánh pháp, mang tính hợp với chánh pháp, đúng theo những lời Đức Phật dạy, thì quý vị thấy rằng là họ nhấn mạnh vào thánh điển gốc của Pali gốc, có nghĩa là đi vào thánh điển gốc chứ không phải là đi quanh co. Thứ hai nữa là bác bỏ một số văn học Phật giáo mà trước thời hình thành thánh điển, thậm chí cả cái bộ gọi là Tribhumikatha, một bản kinh của thế kỷ thứ 14 của Thái Lan, họ cũng không tuân theo luôn. Vì vậy, trong lúc đó thì bản kinh mà gọi là Tribhumikatha này lòng bản kinh cũng phải là cái phần quan trọng, mà bộ kinh này rất là giá trị. Thế đó mà cái phái Pháp Tông gọi là Dhammajuttika Nikaya họ không chịu tin vào bản kinh này. Họ cũng nhấn mạnh chủ nghĩa duy lý của Phật giáo và cố gắng tìm cách trở lại cái cách mà mọi người hiểu về Phật giáo buổi ban đầu, trước khi niềm tin không chính thống đã chuyển hóa Phật giáo. Với tư cách là một vị quốc vương, vua Mông Cút đã tiến hành cải cách tôn giáo thông qua một giáo đoàn mới và nhờ vào quyền lực quốc gia. Như vậy, chư tăng của phái Pháp Tông đã trở thành một đội quân tu sĩ tiên phong để hiện đại hóa tôn giáo bằng cách loại bỏ đi các tín ngưỡng dân gian phi lý và trở về với thánh địa Pali. Quý vị thấy là ông vua này phải nói rằng là một con người tuyệt vời, và đấy đúng là một cái hình thức gọi là cách tân mà đúng nghĩa của nó. Có nghĩa rằng là ông thấy mọi người đi xa quá với những lời dạy của Đức Phật, cho nên bây giờ ông phải kêu gọi mọi người phải quay trở lại, quay trở lại để đi đúng, để đi về với gốc của cái thánh địa Phật giáo. Thì khi đó mới biết rằng là cái nào đúng, cái nào sai. Cho nên kính thưa quý vị, một điều mà chúng ta có lẽ là chúng ta cũng thừa hiểu rằng là đôi khi chúng ta tu tập và chúng ta cứ nghĩ rằng cái đó là đúng, và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang đi đúng. Nhưng mà kính thưa quý vị, chúng ta làm sai đó mà chúng ta không thấy, chúng ta đi sai mà chúng ta không thấy. Thì vì vậy cho nên ông vua Mông Cốt ông đã hiểu được rõ những cái tình hình như vậy, cho nên ông kêu gọi mọi người phải nên quay trở về để mà coi như là tuân thủ
theo những cái gì mà trong thánh điển Pali đã dạy. Và rồi từ đó ông đã thành lập một cái đội quân của các chư tăng phái Pháp Tông này để mà hiện đại hóa tôn giáo bằng cách là loại bỏ những cái tín ngưỡng dân gian phi lý. Như vậy chùa Wat Bogoniwet Vihara trở thành trung tâm hành chính của phái gọi là Thammayut và cũng là trung tâm nghiên cứu Pali ở tại Thái Lan. Vâng, kính thưa quý vị, cái ngôi chùa này hiện tại bây giờ vẫn còn là một ngôi chùa đóng vị trí vô cùng quan trọng đối với Phật giáo Thái Lan nói chung và đối với cái phái gọi là Dhammayuttika Nikaya nói riêng. Đây được xem như là cái tổng hành dinh, một cái headquarter của cái giáo phái Dhammayuttika Nikaya tại Thái Lan. Trong thời gian vua Mông Cốt trị vì, giáo đoàn mới này được truyền bá sang Lào và Campuchia. Mặc dù giáo phái vẫn còn là bộ phận thiểu số so với phái Mahanikaya, vua Mông Cốt cũng tái tổ chức và thắt chặt tổ chức tăng già bằng cách thiết lập một hệ thống hành chính mới. Đạo luật năm 1859 do vua Mông Cốt ban hành gồm các điều khoản như là yêu cầu việc đăng ký của những người cư trú tại tu viện hoàng gia. Thì ông vua Mông Cốt này ông đã đưa ra một số các cái, ví dụ như là ông đưa ra một cái đạo luật năm 1859, đưa ra một trong cái đạo luật đó có một số các điều khoản, ví dụ như là yêu cầu là khi các vị mà tu sĩ tu ở để mà trú ở các cái tu viện hoàng gia thì bắt buộc là phải đăng ký, có nghĩa là phải đăng ký cư trú ở tại đó thì khi đó mới được, còn không thôi thì coi như là ông không chấp nhận và không cho là cư trú ở tại những nơi như vậy. Mà quý vị biết là những cái tu viện hoàng gia đó là những cái ngôi chùa rất là quan trọng, và đương nhiên là chúng ta thấy rằng là các vị mà tu sĩ, những vị mà gọi là vua của hoàng gia Thái thì họ lại đến đó tu, chứ không phải là ra những ngôi chùa ngoài để họ tu đâu. Và trong lần mà đến ghé thăm Thái Lan, trong cái dịp mà chúng tôi đến đó cũng vừa để nghiên cứu về Phật giáo Thái Lan, thì chúng tôi lại may mắn có dịp đến viện thăm cái ngôi chùa Hoàng gia Thái Lan này. Thì kính thưa quý vị là nó lớn kinh khủng, không thể tưởng tượng được. Cái tường mà gọi là người Thái Lan có một cái truyền thống, đó là người ta họ hay dát vàng ở lên trên cái gọi là kim thân của Đức Phật. Vào trong chùa, ví dụ nơi chùa Hoàng gia này có một cái pho tượng của Đức Phật lớn lắm. Nhưng mà quý vị thấy rằng là pho tượng đó đi vào nhìn không thấy mặt của Ngài, có nghĩa là mặt của Ngài bằng phẳng hết. Tất nhiên chúng tôi biết rằng là cái bằng phẳng như vậy là do vì người ta họ vào và họ mua cái loại mà một cái loại giấy mà trên đó có vàng, họ dát lên đó. Để rồi khi người ta họ đến tham quan á, thì người ta họ mua cái loại đó như là một cái hình thức gọi là cúng dường lên Phật, dát vàng lên Phật. Đó, cho nên là người ta họ dát lên, họ cứ dạng lên, dân dân biết bao nhiêu người dát. Chính vì lý do đó cho nên là quý vị thấy là dát một hồi thì có như khuôn mặt nó lấp đầy luôn. Đó, cho nên là quý vị biết rằng là những ngôi chùa của Hoàng gia Thái Lan đóng vai trò quan trọng đối với Phật giáo Thái Lan, và đặc biệt nhất là đối với cái phái Dhammayut này, Dhammayuttika Nikaya. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được dừng ngang đây với cái câu chuyện về cái sự gọi là cách tân Phật giáo của Hoàng thân Mông Cụt. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Kính chúc tất cả quý vị và thân bằng quyến thuộc một đêm an lành, vạn sự cát tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.